Trong bài này mình sẽ nhắc kỹ về mảng. Có mảng một chiều, mảng nhiều chiều. Như vậy mảng một chiều thì mình tạm hình dung giống như là một cái bàn của mình. Hoặc là các bạn đi xem phim á, một rạp phim thường nó sẽ có khu, khu A, khu B, khu C. Đúng không? Rồi, trong một khu thì nó sẽ có hàng ghế. Hàng là A, B, C, D, E, F, G, H. Và trong một hàng số thứ tự của ghế, ghế 1, ghế 2, ghế 3, ghế 4. Như vậy khi mà mình nhận một cái vé thì người ta sẽ để là khu A, vé B3. Là mình tìm được địa chỉ không? Đó. Như vậy mình sẽ đến khu A, hàng B, ghế số 3. Như vậy thì mảng một chiều là coi như một hàng ghế, là hàng B. Vậy tên mảng là B. Số ghế 1, 2, 3, 4 cho đến 10, đó là số phần tử của mảng. Là mảng B có 10 phần tử. Đó. Như vậy mình nói mảng một chiều. Còn nguyên cả rạp phim là mảng 3 chiều. Nó có 3 khu là một chiều. Mỗi khu có 10 hàng ghế là chiều thứ 2. À, mỗi hàng ghế có 10 ghế là chiều thứ 3. Đó. Rồi. Trong mảng này chúng ta sẽ quan tâm đến là chỉ số và giá trị. À, index. Chỗ này đối với lại cái phần mà index này nó sẽ bắt đầu từ 0 cho đến cuối mảng. Như vậy chỗ này mảng này có bao nhiêu phần tử? 9. Và số 1 này gọi là, số 1 này gọi là giá trị của phần tử, phần tử 3, index là 3. Ví dụ như mảng này mình đặt nó là B thì B3 bằng 1, có giá trị bằng 1. Đó. Như vậy cái này là index, cái này là value, giá trị của thành phần. Chúng ta hiểu được khái niệm của nó. Một cái gọi là index, một cái được giá trị gọi là value ở bên trong. Thao tác tạo ra cái mảng, mình phải khai báo nó giống như là INTI. Thì đó là một biến bình thường. Còn một biến mảng thì mình khai báo kiểu gì? Chỗ này người ta có cách 1, kiểu dữ liệu, mở đóng ngoặc, tên mảng. Tên mảng được khởi tạo, phải có khởi tạo nhé. Tại vì ở cái dòng đầu tiên, nó chỉ cho biết mảng này có tên là array name, kiểu dữ liệu là data type, chứ nó chưa được khởi tạo trong bộ nhớ. Mảng này có bao nhiêu phần tử không biết. Thì đối với cái dòng tiếp theo nó mới khởi tạo. Ví dụ như chỗ này của chúng ta là kiểu in 10 phần tử thì nó sẽ tạo cho chúng ta 10 phần tử. Cách 2 nó làm sao? Nó giống cách 1, chẳng có gì khác. Thì thay vì chỗ này là bỏ cái name array bằng, thì mang nguyên cái đoạn này lên đây, viết gộp lại thôi. Thực ra nói hai cách chứ thực ra nó có một cách à. Khai báo trước, khởi tạo sau. Vừa khai báo vừa khởi tạo. Rồi. Khai báo không khởi tạo, tức là mình vừa khai báo đây, mình new luôn. Và chỗ này đối với lại chuỗi cũng vậy. Khai báo new.
khai báo mình có khởi tạo giá trị đầu tiên là mình có một cái mảng D1 new double. Chỗ này và chỗ này có gì khác? Phía trên và phía dưới có gì khác? Đây, chỗ này và cái dòng dưới này có gì khác? Vậy mảng dưới bao nhiêu phần tử? Mặc định nó sẽ lấy số phần tử. Cái mà nằm trong dấu ngoặc nhọn này chúng ta gọi là giá trị được khai báo kiểu danh sách, là kiểu list, kiểu liệt kê đó. Mình học cái này toán lớp 6 á. List nó là dạng kiểu liệt kê. Có nhớ toán lớp 6 không? có hai cách để mô tả một một tập hợp, đúng không? Tức là một là liệt kê, hai là mô tả tính chất đặc trưng. Được chưa? Đó thì đây là mô tả bằng cách liệt kê. Đây là một cái dãy và chúng ta khởi tạo cái mảng này được gán bằng giá trị của dãy vào cho mảng. Thì phần tử đầu tiên là D10 có giá trị là 2. Rồi tiếp tục 3, 4, 5, 6. Tương tự ở chỗ này. Chỗ này double và chúng ta không cần new, mà chúng ta gán trực tiếp bằng cái list luôn. Thì nó sẽ hiểu rằng là cái này là double, cái này là khởi tạo. Ha, mình sẽ test thử các trường hợp này nó sẽ có báo lỗi không và nó sẽ như thế nào. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ tạo một dự án mới, new project. Slide 3. Slide 3. Lưu trong thư mục xi thăng net GA. Namespace. Class. Slide 3. Main. Mở ngoặc. Bây giờ mình sẽ có khai báo kiểu in. Mở ngoặc nhọn và mảng A. Đó, mảng A. Chấm phẩy. Tiếp theo. Chúng theo. Chúng ta sẽ có là mảng A sẽ được khởi tạo bằng new in 3 phần tử hoặc là 5 phần tử tùy mình. Rồi, mình sẽ có mảng B. Mảng B double đi. Double. Mảng B. Mảng double. Chỗ này thì để là mảng in. Mảng in, mảng double, nó sẽ được khởi tạo bằng new double. Và chỗ này thầy không cần số 3, thầy sẽ khởi tạo một cái danh sách ở đây, ví dụ như 3, 5, 7, 9,
mình đã khởi tạo được cái mảng tiếp theo. Mình sẽ có string và mình khai báo mảng. Mảng string sẽ bằng một cái chuỗi ở đây. Mình sẽ khai báo là bắt trung nam, ví dụ như thế. Như vậy mình đã khai báo được cái mảng của chúng ta. Bây giờ chúng ta thử xuất mảng xem tụi nó thế nào, chưa nhập gì cả. Trong thao tác của mình đang có ở đây, người ta sẽ quan tâm là nhập khai báo rồi nè. Truy xuất đọc ghi, như vậy mình đọc trước ghi sau. Đọc được cái này rồi ghi sau. Như vậy để mà đọc được á thì lấy được phần tử và duyệt được mảng. Như vậy thực ra ba cái này mình làm cùng lúc, chứ mình không có làm độc lập được. Muốn truy xuất thì mình phải lấy được phần tử đó, và mình muốn lấy được mình phải duyệt cho hết mảng. Được chưa? Như vậy thì ở chỗ này chúng ta có thể là các bạn sẽ làm độc lập. Ví dụ như mình lấy console, mình chọn write, mình console, mình write một cái gì, write line. Ví dụ mình write line cái mảng đầu tiên nhé, nhìn nhé. Mảng đầu tiên của mình là mảng in, write line mảng in. Rồi cách trang cái cộng mảng in thứ, ví dụ như là thứ một chấm phẩy, sao nó lỗi hả? Rồi ok, đó là thứ nhất, vị trí mảng. Đây là phần tử đầu tiên chạy. Chạy gì lâu dữ vậy? Đến lúc rồi không? Rồi, không thấy gì hết. Thầy đã cố tình đưa gì? Hả? Thầy đã cố tình đưa cái chữ là mảng in rồi đúng không? Này, không nè. Rồi, tiếp tục. Nếu như mà mình xuất ra phần tử số 2, chắc là đến lúc rồi đúng không? Đến lúc rồi, máy của thầy đến tuổi rồi. Rồi, như vậy thì ở chỗ này mình thấy là gì? Không khởi tạo thì nó sẽ tự khởi tạo. Là số mấy? Số 0, ok. Rồi, mảng của mình có mấy phần tử? Ok, 3 phần tử. Nghe Hoàng Thái ơi. Nghe, thầy nghe.
Ủa? Sorry. Nói khí thế luôn. Hả? Rồi, đang là ở đây đúng không? Như vậy thì ở chỗ này nó đang báo lỗi là gì? Đối với lại cái phần tử này. Các bạn đọc giùm cái lỗi nè. Lỗi gì đây? Out of range. À, nó vượt khỏi cái tầm, cái khung rồi. Đó, thì chú ý chỗ này giúp thầy nhé. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ quan tâm đến việc gì? Chúng ta sẽ quan tâm đến việc là chúng ta phải control được cái size của cái mảng. Như vậy ở chỗ này chỉ biết cười stop ha. Như vậy ở chỗ này thì cái trong tài liệu người ta sẽ nói rằng là lấy số phần tử. Mình phải xác định được mảng này có bao nhiêu phần tử. Ok. Như vậy thì cái mảng mà chưa khởi tạo mình bỏ qua. Bây giờ mình sẽ xuất cái mảng double. Và chúng ta sẽ duyệt mảng luôn. Chứ không phải là xuất từng phần tử nữa. Mà chúng ta sẽ dùng vòng for. Int. Y bằng mấy? Tại vì chỉ mục đầu tiên của mảng là không, cho nên chúng ta duyệt từ không và y này sẽ nhỏ hơn mảng double. Mình đang muốn mảng double chấm len và y cộng cộng. Enter. Rồi. Như vậy mình đã duyệt được mảng và chỗ này là mình đã lấy được số phần tử của mảng. Kịp không? Lên đây, lên đây. Nè, đây ngay cái màn hình luôn. À, đây ok. Và đến chỗ này thì chúng ta cũng dùng console để chúng ta xuất nó ra. Chỗ này chúng ta sẽ write thôi. Và phần tử của chúng ta các bạn nên như thế này thì nó sẽ dễ dễ thấy. Rồi mảng double hai chấm, thực ra cũng không cần phải xuống dòng. À, chỗ này chúng ta sẽ có một khoảng trắng để cho nó dễ nhìn. Rồi mảng double thứ gì? Thứ y. Mảng double thứ y. Và chúng ta đã duyệt được mảng. Cái này chúng ta gọi là xuất mảng. Đây, mảng double 3, 5, 7, 9. Được không? 3, 5, 7, 9. Đó là mình đã có được mảng. Bây giờ trong phần này chúng ta sẽ có gì đây? Tìm phần tử, chèn phần tử, sắp xếp phần tử. Rồi, mình đi tiếp. Mình khai báo xong rồi. Lúc nãy mình khai báo cái này chưa? Ok, là một cái chuỗi.
in khai báo. Khởi tạo dùng biến va, dùng từ khóa va để khai báo. New in thì chỗ này đối với lại biến A ngay lúc này chưa có kiểu, và nó sẽ được gán cái kiểu in khi được khởi tạo. Khởi tạo kiểu tường minh. Khởi tạo đối với mảng kiểu này, mảng kiểu này thì chúng ta không kiểu. Mảng này là mảng tự do nè, không có bất kỳ một kiểu nào cả, thì kiểu gì cũng được, kiểu gì anh cũng cân hết đó. Không có kiểu tức là kiểu gì cũng được. Còn nếu như mảng mà mình chỉ định nó là kiểu in thì mình bỏ double vô nó lỗi, mình bỏ chuỗi vô nó lỗi. Còn đối với lại một mảng mà không khai báo thì cái gì cũng được hết, tùy trường hợp mà mình sử dụng. Đôi khi có nhiều mảng mình không khai báo, ví dụ địa chỉ, đôi khi có địa chỉ đôi khi không, thì mình khai báo. Bạn nào đó không có địa chỉ thì sao? Đó, cho nên là mình có thể là để ở dạng mảng không có kiểu dữ liệu cụ thể. Chỉ số hồi nãy mình mới vừa nói xong, bây giờ mình đọc được rồi, quay lại mình ghi ha. Như vậy ở chỗ này mình có thể là nhập dữ liệu cho mảng in. Mình sẽ làm một đoạn code để nhập dữ liệu cho mảng in. Mình sẽ làm đoạn code ở đây. Console của mình là mình sẽ write line cái để cho nó xuống dòng đi, chứ không nó xuất cái bạn kia xong cái nó không xuống dòng. Mình sẽ nhập dữ liệu. Nhập liệu mảng in. Rồi mình muốn nhập liệu cho mảng in thì mình nhập n phần tử của cái mảng đó. Vậy mình phải for int y bằng 0 y nhỏ hơn. Mình đang quan tâm đến mảng nào thì mình lấy cái size của mảng đó. Size của mảng đó. Và ở trong này mình lại console write cái gì? À, như vậy giả sử mình ghi là mảng in thì mình ghi là A1 đi. A1, A2, A3 hay là A0? Ok, A0. Như vậy chỗ này chữ A là cố định. Dấu vuông là cố định. Bất kỳ câu thông báo nào cũng có cái này. Nhưng A0, A1, A2 thì nó sẽ phụ thuộc vào y. Cho nên chỗ này mình cộng y. Và cuối cùng mình cộng đóng ngoặc vuông và dấu bằng hoặc hai chấm tùy. Đây là câu thông báo. Thông báo để người ta biết là nhập cái gì. Và tiếp tục mình sẽ có phép gán an mảng in của mình. Thứ y sẽ được gán bằng cái gì? Mình có thể dùng in chấm bạc cái gì đây? Console.readline. Ok, được. Convert được. Như vậy mình đã nhập được phần tử cho mảng này. Và quay trở lại, mình có thể xuất mảng ra.
xuống dòng cái chỗ này là nhập liệu mảng in, bây giờ mình sẽ xuất mảng in và mình cũng for y chạy từ 0 cho đến mảng in chấm len, chỗ này mình sẽ không có nhập nữa, mà chỗ này mình sẽ bằng cái gì, cộng với mảng in thứ y, như vậy mình xuất ra lại được chưa. Rồi chỗ này xuống phía dưới mình sẽ dùng console.readline read key đi, read key cho nó dừng cái rồi chạy. Lỗi gì? Ok. Mảng double. Lỗi là do quá nôn nóng. Mảng double 3579 không đúng double lắm. Ok. Nhập dữ liệu mảng in. Mình sẽ nhập là ví dụ như là 6, là 8, là 5. Xuất ra hơi kỳ, nó xuống dòng mới đúng, đúng không? Như vậy thì mình sửa vậy chỗ này rồi lại cho nó xuống dòng. Như vậy đoạn code của mình ở đây ổn không? Có gì cần giảng lại không? Ok, full code. Này của chúng ta code si thăng slide 3 ha. Lề và ok, full code không che.